Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái kèo vuốt tóc cần ABKT các bạn. Thì mình sẽ trong chương trình kèo vuốt này mình sẽ nhận được 5 tóc cần ABKT này bạn. Thì trước tiên bạn phải có để tham gia game này, quản lý phần link mô tả thứ nhất mình, các bạn phải có một cái tài khoản trên sàn La Token nha các bạn. Rồi sau khi các bạn có một cái tài khoản trên sàn La Token xong, không cần KYC các bạn, thì các bạn click phần link mô tả thứ hai, các bạn bấm vào Void Now các bạn. Các bạn vuốt tóc cần ABKT lít sàn La Token nha các bạn. Rồi các bạn chút xíu nha các bạn. Chương trình này còn 4 ngày 28 phút nữa là kết thúc các bạn. Rồi bấm vào một phút nữa các bạn. Bấm vào một like nha các bạn. Một phút nè. Chừng nào nó hiện lên có dấu tít mới được các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vuốt xong thì nó có dấu tít màu dấu gạch thật đồng ý nha các bạn, thì các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Sau khi các bạn chụp màn hình xong thì các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn gỡ cho nó lên một cái tệp này nè các bạn. Rồi các bạn tải lên nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ đi gỡ vào đây một địa chỉ smart chain address nè bạn. Submit smart chain address thì các bạn có thể dùng địa chỉ với chocolate cũng được nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate, các bạn tìm địa chỉ smart chain bên bi smart chain nè bạn, các bạn sao chép lên nha bạn. Rồi các bạn trở về một cái link hôm nãy nha các bạn. Các bạn bắt từ đây nè các bạn. Các bạn bắt từ đây giúp mình nha các bạn. Tại bắt không ăn các bạn ơi. Rồi tiếp tục thay các bạn điền địa chỉ email trên sàn, các bạn đăng ký trên sàn La Token nha các bạn. Tiếp tục cái mã refer này là mã email các bạn điền giùm mình, còng ảnh nhân quỳnh 5991@gmail.com thì còn đây phần link mô tả, các bạn bấm gỡ đã xong rồi các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình nhận tóc cần ABKT đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.